Bên Singapore thì cũng có những cái trường công lập và những trường tư thục. Tuy nhiên thì những cái trường công lập bên Singapore thì cái yêu cầu đầu vào cũng khá là khó. Mà theo như Ngọc Châu được biết rằng là những cái trường tư thục bên Singapore cũng có những cái khóa huấn luyện để mà luyện thi vào những trường công lập này. Vậy thì với trường Academy Ocelasia mà chị Sa vừa nhắc tới thì có những cái khóa luyện thi này hay không ạ? Thưa chị Trúc. Cảm ơn câu hỏi của anh Châu. Thì hiện tại thì trường Academy Australasia có các khóa luyện thi Cambridge, GCE, O-Level. Ngoài ra thì trường cũng có các khóa luyện thi ngắn hạn vào các trường công lập, như là khóa 3 tháng thì học phí sẽ là 4.025 đô la Sing, khóa 6 tháng thì học phí sẽ là 6.800 đô la Sing. Và mọi thông tin chi tiết về điều kiện nhập học cũng như chi phí thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để các nhân viên tư vấn có thể tư vấn cho các bạn cụ thể hơn nhé.